Tại tỉnh Quảng Bình, một sản phụ nhập viện chờ sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường, thai nhi được 39 tuần tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm tại bệnh viện thì hai mẹ con người này đã tử vong bất thường. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng này, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 10, thai phụ Nguyễn Thị Hưng, 35 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để nhập viện chờ sinh. Sức khỏe của thai phụ và thai nhi bình thường, Đến 5 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10, bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch thông báo tình trạng sản phụ Hưng nguy kịch, cần lập tức chuyển đến tuyến trên cấp cứu. Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình tiếp nhận sản phụ và thông tin đến người nhà, sản phụ đã trong tình trạng chết thai 99%, người mẹ có tiên lượng xấu. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật lấy thai, trẻ đã tử vong, sau đó các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực can thiệp cứu sản phụ nhưng không thành. Người nhà cho rằng Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch thiếu trách nhiệm dẫn đến sản phụ và con tử vong. Liên quan đến vụ việc, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Lài, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, sản phụ được chuẩn đoán trâu bông non nặng, trong khi các trang thiết bị tại bệnh viện phục vụ cho việc phẫu thuật không đảm bảo nên chuyển tuyến trên. Khoa đã cử bác sĩ giải thích nguyên nhân cho người nhà.